Các cư dân Bruxelles nhớ lại một tháng sau các cuộc tấn công khủng bố, tên tự Bruxelles vương quốc bị. Đúng một tháng sau ngày Bruxelles đã bị rung chuyển bởi các vụ đánh bom tự sát vào ngày 22 tháng 3, đã giết chết 32 người tại phi trường Bruxelles và tại một trạm xe điện ngầm. Các cư dân cho biết cuộc sống trong thành phố đã phần nào trở lại bình thường, nhưng hậu quả vẫn còn động lại. Các vụ đánh bom tự sát do nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo thực hiện đã bắt đầu tại khu vực khởi hành đông đúc ở phi trường Zaventem, và một giờ sau đó, một quả bom khác đã phát nổ vào giờ cao điểm trong một toa xe điện ngầm tại trạm Metro Malbec gần trụ sở Ủy ban châu Âu. Ông Philip, một cư dân sống gần trạm Metro Malbec cho biết, ông vẫn còn bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công, nhưng ông cho rằng điều quan trọng là người dân Mỹ phải đoàn kết một khu tưởng niệm đã được thiết lập ở phía trước lối vào trạm xe điện ngầm nơi nhiều người đã đặt hoa cờ hình ảnh và những lời cầu nguyện tưởng nhớ các nạn nhân ông Gayton, làm việc trong khu vực gần trạm metro manbek nhận thấy là mọi người phân nào đã trở lại với cuộc sống thường ngày ngay sau các vụ đánh bom một khu tưởng niệm đã được dựng lên ở trung tâm thành phố nơi người dân Mỹ và cả những người ngoại quốc đến để tỏ lòng kính trọng và tưởng nhớ các nạn nhân bằng cách đặt nến, hoa và những lá cờ từ khắp nơi trên thế giới. Nơi tưởng niệm vẫn còn nguyên vẹn sau một tháng. Có mặt tại Bruxelles để tham dự một hội nghị về nghiên cứu HIV, ông Dominic, một cư dân London, cho biết ông đã tìm đến nơi tưởng niệm để tỏ lòng kính trọng và tưởng nhớ các nạn nhân. Và ông tự hỏi, một tháng đã trôi qua, không biết có điều gì thật sự sẽ thay đổi hay không. Các giới chức đã xác định sự liên kết giữa các nghi phạm trong các vụ tấn công ở Brussels với những kẻ trong các vụ tấn công ở Paris vào ngày 13 tháng 11 năm ngoái đã giết chết 130 người.